em, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại nội dung bài học. Phonics review short O với các letter O, OT và OP. Và trong sách Supermice thì chúng ta sẽ tiếp tục học Unit 4 Toys. Phần đầu tiên là phần từ vựng. Trong sách Phonics thì chúng ta sẽ học những từ vựng liên quan đến câu chuyện The Fox. Nào các em cùng đọc nhé. Stands. Doesn't. Chew. Yes. Uses. Trong sách Super Mice thì chúng ta sẽ học 3 món đồ chơi nữa. Nào các em cùng đọc nhé. Puzzle. Marble. Balloon. Phần tiếp theo là phần cấu trúc. Trong sách Phonics thì chúng ta sẽ học một số cấu trúc liên quan đến câu chuyện The Fox. Nào các em cùng đọc. He stands on a log and uses a rod. It doesn't like the rod. The fox hops too. He gets wet. Các em thấy ở đây những từ vựng của chúng ta như stand, get và use nó sẽ có s. Mình sẽ đọc stands, yes, và từ use mình sẽ đọc là uses. Khi em gặp chữ he hay chữ she thì em nhớ thêm s vào sau cái hàng vào sau động từ nhé. Và đối với chủ từ là it thì mình sẽ dùng doesn't là không. Và các em lưu ý là to mình để ở cuối câu sau dấu phẩy, nhưng khi mình sẽ dịch là cũng lên trước. Phần tiếp theo trong sách Supermice thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi: bạn có những món đồ chơi đó không? Trong bài học trước thì chúng ta chỉ học bạn có một món đồ chơi, nhưng ở bài này chúng ta sẽ học bạn có những nhiều món đồ chơi. Thì chúng ta sẽ dùng từ any. Do you have any marbles? Do you have any marbles? Yes, I do. No, I don't. I don't have any marbles. Bài tập về nhà các em hãy học cấu trúc và từ vựng, copy từ vựng và cấu trúc 3 dòng và làm bài tập trên giấy của thầy Giang. Chào tạm biệt các em.